Hello, công ty bất động sản Anh Cường Phát xin kính chào quý khách. Công ty rất cảm ơn quý khách hàng mua nhà mua đất tại thành phố Nam Định đã quan tâm đến công ty bất động sản Anh Cường Phát trong nhiều năm qua. Hiện tại bây giờ em xin trân trọng giới thiệu với quý khách hàng một căn nhà nằm tại phố Bùi Xuân Phái. Căn nhà này với diện tích là 64 m², nằm tại hướng Đông Bắc, khu phố văn minh hiện đại, với lòng đường là 13 m, vỉa hè là 3 m. Đây các bác xem, diện tích là 64 m², nằm tại hướng Đông Bắc, mặt 4 sông 16. Ở đây em đang đứng trước căn nhà. Căn nhà này là có cả sân cổng. Phía trước chúng ta là cổng inox 304. Nhà thiết kế cực kỳ trẻ trung và năng động. Rất nhiều công năng, nhà có cả sân cổng. Nhà 3 tầng. Có 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, có phòng thờ, sân phơi, sân cổng đằng trước. Giới thiệu với quý khách hàng, đây là một cái sân này có thể mình để được ô tô dòng hạng E ở một bên và để 3-4 cái xe máy ở bên hông, thoải mái đi lại. Nhà thiết kế cực kỳ nhiều công năng và rất nhiều tiện ích trong một căn nhà hội tụ ở đây. Có bộ kính cường lực 10 ly và cửa sắp xếp 304, mặt tiền ốp đá bóng kính 80-80, giả đá, nhìn cực kỳ trẻ trung, rất là đẹp. Chúng ta bước vào sâu trong phòng khách. Phòng khách thì diện tích cũng rất là rộng rãi, tầm 20 m², mặt 4, sâu 5, 45-20. Các bác thấy thiết kế căn nhà này là có 102 tại thành phố Nam Định. Với cái giá 1.850.000.000 thì các bác là không còn sự lựa chọn thứ hai. Với cái khu đất mà diện tích 64 m², giá trị hiện tại của khu đất này là 1.250.000.000. Là không có mà mua. Với 1.850.000.000 thì các bác nhân chia cộng trừ thì chắc chắn là không thể xây được một cái căn nhà mà trẻ trung năng động như thế này. Rất nhiều tiện ích, thiết kế hợp lý, nhà đẹp, lung linh, lộng lẫy và rất là long lanh. Đây là phòng bếp. Phòng bếp với cái diện tích là tầm khoảng 16 m², 4-4-16, 16 m² thì có thể một gia đình để bàn ăn ở đây, thì có nghĩa là tứ đại đồng đường là mình có thể mình ngồi quây quần ở đây. Rất là rộng rãi. Chủ nhà thiết kế một bộ tranh hoa lá cảnh. Chị em nào mà thích chụp ảnh selfie thì có thể rất hợp cho chị em với cái khung tranh đẹp như này. Chúng ta lên trên tầng 2. Nhà thiết kế hợp lý, nhìn rất long lanh, lung linh và lộng lẫy. Có 102 tại thành phố Nam Định và cái giá cực kỳ hấp dẫn, 1.850.000.000. Đây là phòng vệ sinh các bác nhau, vòi sen cây cực kỳ đẹp.
Đây, phòng ngủ này có cả ban công các bác nhá. Thiết kế rất hợp lý. Phòng ngủ đằng sau là có cả một cái đường kỹ thuật đằng sau, mình có thể mở cửa sổ rất là thoáng. Chúng ta lên tầng 3. Các bác quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ với công ty bất động sản An Cứu Phát tại số 5 Trần Phú, thì gặp trực tiếp anh cán bộ, anh Lương Trọng Kim, anh sẽ dẫn các bác đi tham quan và giới thiệu chi tiết hơn. Tất cả các phòng buồng là đều có rèm màn hết các bác nhá. Trên tầng 3 có cả một khu ban công rất là thoáng và nhìn rất sáng và nhìn rất là sang. Đây là hình ảnh thật các bác nhá. Hình ảnh này là không lắp ghép tại thành phố Nam Định, để mà có một căn nhà đẹp lung linh lộng lẫy như này thì chắc chắn là có một không hai. Phía đằng trước thì có một con đường đang làm, đường này là đường đôi, rất thuận tiện đi ra ngoài trục đường sông Hào chỉ khoảng 50 mét, rất thuận tiện đi lại. Khu phố văn minh, xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến công ty bất động sản An Cứu Phát trong nhiều năm qua và đã tin tưởng. Hôm nay thì em xin kết thúc video ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng. Số điện thoại của em là 0915 122 799. Còn cụ thể và chi tiết hơn thì các bác cứ liên hệ với công ty bất động sản An Cứu Phát tại số 5 Trần Phú, thì được bác Kim tư vấn kỹ càng hơn. Bác rất nhiệt tình, bác thì rất là có tâm trong nghề nghiệp và có một cái tầm nhìn. Thôi em xin kính chào quý khách hàng. Xin hẹn gặp lại một clip sau.